hôm nay mình test cái clip mình làm nồi cái Vario 150 á, mình vô cái lượt gió tăng tốc luôn, cái lượt gió zin nó bằng giấy á, cái gió nó qua ít lắm nha anh em. Còn cái lượt gió đồ chơi á, gió nó nhiều á, nó hút gió vô, nó xe nó nhẹ hơn. Cái này trên là mấy mình xe á nha. Đây mình test cái clip trực tiếp cho anh em coi luôn nha. Qua có gì cô gọi lên rồi. Không, nó lên nó đụng lóc luôn không? Đó, này đụng lém lém nhẹ nè. Đó. Mà khi anh em chạy có tải nó không đụng ra nè. Ồ, đụng lóc rồi đó. Rồi, test thử đi anh. Chờ đi, chờ đi. Em yêu cầu đi lại mở nha. Đây đang làm lượt gió IC cho em 35. Đây là có trụ gió nó như nhẹ xe nè anh em. Có làm đẹp 135 số 2 hay là full 135 gì cũng có. Em đang làm cái ẹp số 2 với zin tai Uma. Đây là làm full 135. Rồi, bây giờ anh em đã xem kênh nha.